Ồ, mình đang có mặt ở thành phố Rockville về một người bạn nói là có một cờ đỏ sao vàng vẫn treo ở trong thành phố Rockville. Đây là lá cờ này khác với là lá cờ ở ngoài thư viện thì hai lá cờ này bằng nhau. Không như là thư viện lúc mà thứ năm và thứ sáu tuần trước. Sau 5 giờ đóng cửa thì người ta lấy cờ xuống, còn cái lá cờ này thì có một người bạn ở trên Facebook gọi là buổi chiều nay khi đi qua chỗ này thì thấy lá cờ này bay trên này nhưng mà không có thể dừng lại vì không có chỗ đậu xe. Hey, talk to me.